thư ký Kim vẫn còn giận tôi vì chuyện ngày hôm qua thì phải. Tôi đã nói rõ với giám đốc là tôi không muốn nhắc tới chuyện ngày hôm qua nữa. Nếu như không còn chuyện gì gấp liên quan tới công việc nữa thì tôi xin cúp máy đây. Sao mẹ lại nói dối tụi con nguyên nhân cái chết của ba? Mẹ sợ là con sẽ sốc như vừa rồi nên mới nói vậy. Kẻ đã khiến mẹ phải chịu đựng cái chết oan ức như vậy là ai hả mẹ? Hả? Anh à, sao anh không nói gì hết vậy? Bây giờ con nói đi, cưới hay là không cưới đây? Con cần một chút thời gian để suy nghĩ thôi. Bởi vậy mới nói. Nếu như con không muốn thì con đừng có làm. Không có ai bắt con phải lấy vợ như vậy hết. Để tôi làm cho. Thư ký Kim. Dạ. Sao lại nắm tay tôi vậy? Tôi chỉ muốn ngăn anh lại để tôi sai giúp anh thôi mà. Lần trước là môi tôi, lần này là tay sao? Dạ. Tôi làm vậy khi nào?